Hello, xin chào tất cả các anh các chị đang kinh doanh trong lĩnh vực giày dép. Em là Nguyễn Như Anh, chủ xưởng sản xuất dép. Thì trước kia em anh cũng là người mà đi làm thuê thôi anh chị em ạ. Làm ở công trường, ngày 8 tiếng, 9, 10, 11, 12, 6 giờ sáng, 6 giờ tối, 6 giờ tối, 6 giờ sáng ở khu công nghệ cao ở trên quận 9 ấy. Rất là vất vả. Và khi mà chúng ta bước sang kinh doanh thì những cái bước ngoặt nó bắt đầu tới. Thì nếu như mà những cái anh chị nào mà đang mong muốn kinh doanh mà chúng ta không muốn bắt đầu từ đâu thì có thể liên hệ em anh, đặc biệt là những anh em mà đang làm công nhân, đang làm thuê và muốn ra làm chủ thì cứ liên hệ em anh bằng tất cả những gì mình có, bằng tất cả những gì mà em anh hiểu biết thì em anh sẽ chia sẻ từ tâm toàn bộ cho tất cả các anh chị, đặc biệt trong lĩnh vực giày dép này. Anh chị phải lưu ý một điều rằng trong tất cả các mảng thì cái mảng giày dép là cái mảng mà nó dẫn tới hàng tồn kho kinh khủng và điên rồ nhất, thực sự điên rồ nhất. Em anh không có gì và có bốn cái kho, kể cả mỗi kho ông anh cho mượn ở bên kia, rộng khổng lồ bên kia nữa, bốn kho ở Hồ Chí Minh này, từ không có gì. Mà trong bốn kho đó không phải là toàn bộ tất cả các kho là bán được hết, mà quá nửa trong đó là hàng trữ, gọi là hàng, gọi thẳng luôn là hàng tồn anh chị em nhá. Mặc dù mình đang bán được đấy, nhưng mà muốn mà xả ra toàn bộ cái lượng hàng đó là nó lớn khủng khiếp. Và em anh đã xả được thì những cái bài toán đó em anh giải quyết được hết. Thì nếu như mà anh chị mà lại tiếp tục đi vào cái con đường của em anh, có nghĩa là chúng ta ôm hàng thì toang, thậm chí là bán đến đâu nhập tới đấy thì cũng toang đấy anh chị ạ. Chúng ta phải giải quyết tới tận cùng của nó, giải quyết gốc rễ vấn đề của nó, đó là phải có một cái đơn vị nó vận hành toàn bộ hệ thống khổng lồ đó anh chị, từ đóng gói, bao bì sản phẩm, tất cả phản hồi khách hàng. Và khi mà doanh nghiệp chúng ta còn nhỏ thì chúng ta chỉ tập trung vào hai thứ, đó là marketing và bán hàng thôi, còn lại để những người khác lo những công việc khác thì anh chị đỡ phải tồn kho. Thì sắp tới em anh có những cái chiến lược rất là hay, cực kỳ là bài bản, có thể giúp tất cả các anh các chị giải quyết được hàng tồn kho của mình. Những anh chị nào mong muốn kinh doanh trong lĩnh vực giày dép thì hãy liên hệ em anh và chúng ta sẽ bắt đầu kinh doanh anh chị em nhé. Từ số vốn rất rất nhỏ chúng ta có thể kinh doanh trong lĩnh vực giày dép. Trong lĩnh vực giày dép nó khác với những lĩnh vực khác, đó là cái khuôn đúc ra, đúc hàng trăm triệu đồng trên một cái khuôn dép á, thì cái vấn đề bù lẻ sai lẻ số cho anh chị rất khó, làm rất mất thời gian, không đạt được năng suất, muốn làm thì phải tăng giá lên, được chưa? Mà anh chị mà bán lẻ nó thì hỏng, cứ ôm tới đâu là tồn tới đó, cứ lẻ sai lẻ số là mệt. Quần áo thì nó đơn giản, tại vì nó cắt ra đơn giản. Tại vì một cái bộ rập ở bên quần áo chỉ 500, 1 triệu là căng, có khi 200 ngàn thôi. Nhưng mà một bộ khuôn ở trên giày dép thì lên tới hàng trăm triệu đồng. Hàng trăm triệu đồng để mở khuôn. Cho nên là cái vấn đề về giải quyết hàng tồn vô cùng quan trọng. Nó phải là cái bài toán đi trước luôn cả cái bài toán kinh doanh đấy anh chị. Thì em anh đã giải quyết được toàn bộ những cái bài toán đó rồi. Thì sắp tới anh chị em nào mà mong muốn kinh doanh online, đặc biệt trong lĩnh vực giày dép, liên hệ em anh. Và em anh sẽ chỉ cho anh chị từ A tới Z luôn anh chị nhé. Hiện tại em anh đang dọn cái kho ở trên lầu này để mà ngày mai chuyển sang một cái xưởng lớn hơn, làm mạnh hơn anh chị em nha. Cảm ơn tất cả các anh các chị đã ủng hộ em anh trong thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận phía bên dưới và follow kênh. Xin chào.